Hello, bên Ngựa Công xin chào mọi người. Hiện tại mình có mặt ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, là cách nhà mình khoảng vài cây số. Mình lên cái trại của ông anh lúc trước có nuôi bồ câu á, mà anh Thanh Lý mình có quay đó. Thì giờ anh chuyển qua nuôi chó kiển. Rồi giờ mình sẽ lên quay cho mọi người xem dòng chó mà anh đang nuôi nha. Đây đây là mấy con chó của anh đây mọi người. Đây có anh chủ đây sẽ giới thiệu cho mọi người xem về mấy con chó này nha. Đây, chó này là chó gì anh? Chó nọc, ngao ý. Anh nói ấy con Bully. Búp đi, búp đi. Anh nói con chó này là ngao ý mọi người. Chó này là chó nọc. Tại này mình có đi bỏ nọc không anh? Có, nhận bỏ nọc luôn. Rồi anh có nhận bỏ nọc luôn nha mọi người. Thì anh em nào ở khu vực mà Gò Công này có nuôi chó kiển ở dòng này nè, thì bỏ nọc thì liên hệ anh. Rồi chút mình sẽ để số điện thoại lên màn hình. Con này là 65 kg anh. Rồi giờ qua bên chuồng kế bên. Bên đây là con mà bạc rê cái. Con Polo bạc rê Hà Lan. Polo. Con này là tên Polo nha mọi người. Còn con này tên gì anh? Búp đi. Con này búp đi hả? Búp đi. Búp đi, búp đi. Còn con kia tên Cai. Con này hả? Con cái đó có chữ rồi đó. Tên Cai. Con cái này có chữa rồi nha mọi người. Này con này là có chữa được nhiêu ngày anh? Hơn tuần rồi đó. Hơn tuần hả? Con này thì anh nói trọng lượng 21 kg nè. Con bạc rê này, bạc rê cái. Còn con này nhiêu ký anh? Có 40 à. 40 hả? Nó khều mình mọi người. Con nó thân thiện quá. Nãy mình mới lên nó lạ hả? Mấy con này nó làm rần thấy ghê lắm, nó sủa rùm tràm đất rồi, nên mình không có quay, mình chờ cho nó quen im rồi mới quay, chứ để nó sủa nói cũng chuyện không nghe đó. Thấy thân thiện không rồi, quen chứ lạ vô cái thì nãy mình lạ vô làm thấy ghê lắm. Thì dòng chó này bảo vệ chủ mà. Con này đẻ một lứa rồi mọi người, thấy vú nó bự thấy không? Lứa thứ hai rồi đó. Giờ đang có bầu lứa thứ hai. Con này nãy lên sủa nhiều nhất nè, mà giờ nó im ru rồi nè. Ngủ rồi, mệt. Sủa đi không mệt, ngủ rồi. Người thấy cái con này khác cái con nãy không? Nãy mình mới lên mình cũng thấy khác mà không biết khác cái gì. Khác giờ mấy là khác cái lỗ tai. Con chó kia cái lỗ tai là nó cắt lỗ tai nữa. Còn con này còn lỗ tai nè. À, nãy mình thấy khác mà không biết khác gì thì anh chủ nói mình mới biết á. Đó, con này thân thiện không? Nó hiệu mình nè. Rồi qua con chuồng kế bên. Con này là con cái. Ngao ý cái luôn. Này ngao ý cái luôn. Lu. Con này tên Lu nha mọi người. Con này mới phối 18 tay. Là nay được nhiều ngày anh? 18 này 23 ngày rồi. Con này phối 3 ngày hả? Là phối khoảng bao nhiêu ngày mình mới chắc nó đậu? Mà khoảng hơn tuần là biết rồi. Như con này thì chắc rồi nè. Con đó là ấp nghén rồi đó. Hơn tầng hả? Ấp nghén hả? Ăn rồi nó ói, ăn nó ói rồi. Chan như người. Con này khoảng nhiêu ký anh? Con này hả? Hơn 40 á. Bốn mấy á. Con này tướng cao ráo hơn con cái kia. Nè, nó quen mình nè, vuốt tha được nè. Chứ nãy vô nó làm thấy ghê quá. Còn con kia được tư. Con này cắt lỗ tai, nhìn mọi người nhìn thấy khác không? Đó. Nó nằm ngủ rồi. Mệt ngủ rồi. Dễ cay. Này con này con đực à. Đực tơ. Water. Con này tên Butter nha mọi người. Con nó có giấy đó. Con này tơ hơn con đực nãy, nhưng mà cái con này giá trị hơn. Tại con này có giấy. Còn kia không có giấy.
nó nằm và thòn luôn nè. Qua đây thấy rõ không? Water. Water. Dậy con. Dậy. 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 Nha. Dậy. Ngủ hoài. Quần nguyên đêm mà đi ngủ hả? Hả? Người thấy công dây xích nó thấy ghê không? Xích đôi nha. Xích này mà inox mới chịu nổi đó nè. Một lúc hết thân cái mình. Cái đầu này. Đây, dậy, dậy. Con này cũng cắt lỗ tai nha mọi người. Dòng chó này phải cắt lỗ tai nha. Nhìn nó mới đẹp. Đó, con cái nó dậy rồi. Dậy, 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 dậy. Dậy, water. 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 Chỗ này là có bầu 2 tháng đẻ hành. Cái này là chó con vô đẻ ra là mình bán nhiêu tiền con? Giá ta chưa biết. Có giấy nó khác, không giấy nó khác. Yeah. Cái đầu thấy ghê không? Cái mặt nó ngầu ghê luôn. Anh đâu lấy giấy ra quay cho mọi người xem anh. Giấy giấy của con chó này nè. À. Gửi hình qua hả? À, giấy cái anh Vũ em của anh Hùng đi đi công chuyện đây chìa khóa theo mọi người, không có có để nhà nó không cho người xem được. Để chút về kêu anh gửi hình qua cho. Gửi mấy tấm hình nó phối rồi luôn cho em coi luôn. Gửi hình qua Zalo rồi mình để lên cho người xem. Nãy vô làm rần rần vẫn ngủ rồi. Dạ mà mấy con này là ai mua mình bán luôn hả anh? Ừ. Là mua con nào cũng bán hả? Con nào cũng bán. À, mọi người mà có thích mấy con chó này nè là liên hệ anh bán luôn nha. Ai mua bán luôn. Còn ai có cần bỏ nọc thì cũng anh cũng có luôn. Có luôn. Còn ai cần chó con thì bán qua 2 qua 3 tháng mới có. Chó này nó chủ yếu ăn gì anh? Ăn nó thì lúc nó tới mùa nó phối thì mình cho nó ăn thịt bò với hột vịt lộn. Ừ. Còn thường thường thì cho nó ăn cháo với đầu gà thôi. Dạ. Không ăn cơm phải không? Ừ. Là cháo đặc á. À, ngày ăn mấy cử anh? Một ngày ăn 2 cử à. Sáng cử chiều cử hả? Ừ. Có khi nào mà nó ấy nó hết hết phối hết này kia mình cho nó ăn ngày, tập cho nó ăn ngày một cử một thôi. Lỗ tai này cắt à, mọi người. Hết hồn. Ôi cái đầu nó bự ghê. Bước đi. Bước đi. Bước đi. Mấy chó này là được chích ngừa từ nhỏ đó rồi nha mọi người. Chích hết là không còn nào không chích. Chó này mua về lúc bự mà nó thân thiện ghê mọi người. Nuôi về thân thiện nhưng mà người lạ vô là mệt với nó. Chó con mà người có mua là cũng được chích ngừa đầy đủ rồi mới bán nha mọi người. Đó, đứng vậy à, tạo cái hình thấy ghê không? 65 kg. Chó này ưu điểm là bảo vệ chủ với giữ vườn ha anh. Ừ. Này mà ăn trộm mà là leo vô hàng rào mà thấy nó là ta đây. Phóng ra ra liền. Ta đây.
Còn là đặc biệt là không quánh nha. Ừ. Quánh nó càng quánh nó càng dữ á. Ừ. Phải vuốt ve nó. Vuốt ve nó. Vuốt ve cái nựng niêu nó mà không có dữ. Ừ. Còn mà càng quánh nó càng làm dữ. Mọi người thấy nó thân thiện với anh hay không? Mà lạ vô cái đi thấy cảnh với nó. Nãy mình vô là nguyên bài như làm rần 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 thấy ghê luôn. Mình không dám quay luôn, anh đợi cho nó quen quen nó im mới quay á. Nó cỡ như heo con. Nằm và thon. Không à. Lông xác rồi. Coi anh tắm đó nha. Phải tắm lắm. Tắm đó rồi đó. Con ghê rồi đó. Tắm là nó vậy đó, ghê luôn á. Phải tắm rồi. Vậy là lâu lâu mình tắm, hai ngày nào cũng tắm trưa nó tắm anh. Không á, lâu lâu mới tắm rồi. Ừ. Nha. Ừ. Không, nó nước trời. Con nước cổ lên thấy không? Quay tùm lum không cho mình xịt nó. Thì đứng cái tướng thấy ghê không? Rồi, đủ đi. Tắm nào sạch sẽ nào. Nãy giờ mình quay cho mọi người xem mấy con chó của anh này đó. Rồi anh em nào có nhu cầu mua chó lớn hay chó con, hoặc là có cần phối giống thì liên hệ với anh chủ nha. Thôi mình kết thúc clip tại đây. Mọi người xem thấy thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình.